những ngôi sao bóng đá tuổi rồng thành công nhất lịch sử. Rất nhiều ngôi sao rồng thuộc thế hệ sinh năm 1964, 1976, 1988 và cả 2000 tạo được chỗ đứng và là một phần quan trọng trong lịch sử bóng đá thế giới. Gianluca Vialli là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử sinh năm con rồng 1964. Cố danh thủ người Italy từng thi đấu cho Juventus và Chelsea. Ông giành nhiều danh hiệu danh giá như Serie A, Coppa Italia, UEFA Cup Winner Cup, FA Cup, League Cup, UEFA Super Cup. Ở đội tuyển Italy, Vialli dự World Cup 1986, Euro 1988 và World Cup 1990. Một huyền thoại của bóng đá thế giới sinh năm 1964 là Michael Laudrup. Ông nổi tiếng khi từng khoác áo cả Real Madrid lẫn Barcelona. Tại Nukem, ông giành 4 chức vô địch La Liga liên tiếp và đoạt Champions League 1992. Năm 1994, ông sang Real Madrid và giành chức vô địch La Liga thứ 5. Laudrup nằm trong top 3 người ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Đan Mạch, cùng Peter Schmeichel và Thomas Helveg. Thế hệ cầu thủ con rồng sinh năm 1976 là một trong những thế hệ kiệt xuất của bóng đá thế giới. Người được nhắc tên đầu tiên phải là Ronaldo, Brazil. Anh từng khoác áo những câu lạc bộ lớn nhất châu Âu là Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Inter Milan. Ronaldo hai lần vô địch World Cup các năm 1994 và 2002. Francesco Totti cũng là hình ảnh đại diện cho lứa cầu thủ sinh năm 1976. Anh hội tụ đủ phẩm chất của một siêu sao, đồng thời sở hữu vẻ bề ngoài lãng tử. Dù vậy, Totti chỉ nguyện thi đấu cả đời cho một câu lạc bộ là AS Roma. Anh được mệnh danh là Hoàng tử Thành Dông. Ở đội tuyển Italy, Totti từng vô địch World Cup 2006. Người đồng đội của Totti ở tuyển Italy là Alessandro Nesta. Nesta được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất mọi thời đại. Dù cao lớn, Nesta sở hữu phong cách hào hoa, thi đấu kỹ thuật. Anh đạt nhiều danh hiệu cao quý trong màu áo Lazio, AC Milan và đội tuyển Italy. Michael Ballack cũng là cái tên nổi bật ở lứa 1976. Dù rất xuất sắc, sở hữu tố chất thủ lĩnh, Ballack không giành được những danh hiệu tương xứng với vị thế. Anh được mệnh danh là thua về nhì khi thất bại trong các trận chung kết Champions League, Euro hay World Cup. Lứa cầu thủ 1976 còn nhiều cái tên đình đám khác như Andriy Shevchenko, Clarence Seedorf, Guti, Ruud van Nistelrooy, Boudewijn van Den, Mauro Camoranesi. Đến thế hệ 1988, Sergio Busquets là cái tên tiêu biểu. Anh được xem là một trong những học trò ưu tú nhất của huấn luyện viên đại tài Pep Guardiola, là nhân tố chủ chốt trong đội hình thống trị bóng đá châu Âu và thế giới của Barcelona cũng như đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khi Busquets tỏa sáng ở Barcelona thì Marcelo phô diễn kỹ thuật của người Brazil tại Real Madrid. Marcelo sưu tập đủ những danh hiệu lớn nhất cấp câu lạc bộ trong thời gian khoác áo Real Madrid. Lứa 1988 còn nhiều cầu thủ nổi danh khác như Juan Mata, Alexis Sanchez hay Javier Hernandez. Tuy nhiên, Angel Di Maria là người giữ phong độ tốt nhất. Bước sang tuổi 36, Di Maria vẫn là trụ cột của Benfica hướng đến chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, anh thường xuyên được triệu tập lên đội tuyển Argentina. Chức vô địch World Cup 2022 là phần thưởng xứng đáng cho tài năng của cựu cầu thủ Real Madrid, Man Utd, PSG và Juventus. Lứa 2000 là hiện tại và tương lai của bóng đá thế giới. Đại diện tiêu biểu chính là chân sút Erling Haaland. Ngay mùa đầu tiên tại nước Anh, Haaland lập kỷ lục 36 bàn trong một mùa giải ngoại hạng Anh, đồng thời giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử. Màn trình diễn của Haaland giúp anh về nhì trong cuộc đua giành quả bóng vàng 2023 và giải tiền đạo xuất sắc nhất năm. Vinicius cho thấy anh là cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí hiện tại. Mùa 2021-22, Vinicius có bước tiến nhảy vọt, trở thành trụ cột của Real Madrid trên con đường giành chức vô địch Champions League lần thứ 14. Hiện nay, Real Madrid đang xây dựng cầu thủ người Brazil là biểu tượng mới của câu lạc bộ. Cầu thủ không thể thiếu ở thế hệ 2000 là Phil Foden. Dưới bàn tay nhào nặng của huấn luyện viên Pep Guardiola, Foden đang là một trong những tài năng sáng giá nhất nước Anh.
Hiện tại, Foden có 5 chiếc vô địch ngoại hạng Anh, 2 FA Cup, 4 cúp Liên đoàn Anh, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.